Chiều nay, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về công tác quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn sắp đến. Từ năm 2015 đến nay, quận Thanh Khê đã tiến hành tinh giản 161 người làm việc ở cả quận và phường. Công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức gắn với xây dựng vị trí, việc làm được thực hiện đảm bảo nguyên tắc và theo đúng lộ trình. Qua thực hiện đã giúp cho việc sắp xếp lại cán bộ công chức được công tác ở vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, từ đó phát huy năng lực sở trường công tác và ngày càng tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như tinh giản biên chế nhưng chưa đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý, cải cách hành chính nên hiệu lực hiệu quả chưa cao, thu nhập của cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách chưa được cải thiện, không đảm bảo trang trải cuộc sống để an tâm công tác. Tại buổi làm việc, quận Thanh Khê kiến nghị với đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế một số vấn đề về tổ chức bộ máy, việc giao biên chế hành chính và chế độ chính sách đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở phường giai đoạn 2022-2026 nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm thành phố Đà Nẵng đang tiến hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị như hiện nay.